Xin chào các bạn, mình là Dũng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về vitamin C. Trước đây, gia đình mình thường bổ sung vitamin C bằng cách ăn uống các loại trái cây từ chanh, cam hoặc là bưởi. Thế thì sau một thời gian dài sử dụng thì mình thấy là cái dạ dày của mình ấy, thì nó không có được tốt. Nó thường xuyên bị nóng, rát, ợ hơi, ợ chua nên mình cảm thấy rất là khó chịu. Sau đó thì bà xã mình cũng khá là lo lắng bởi vì công việc của mình thì thường là phải uống bia rượu nhiều, cho nên là gia đình mình đã tìm hiểu và sử dụng những cái vitamin C khác để thay thế. Thế thì qua tìm hiểu rất nhiều các loại vitamin C đang bán trên thị trường thì Dũng quyết định là đổi sang dùng vitamin C của Nutrilite có tên gọi là Bio C Plus. Thì các bạn có biết không, sản phẩm này ấy, mỗi một viên C của nó có hàm lượng là 250mg. Với cái hàm lượng này ấy, thì nó tương đương một viên tương đương với lại 10 quả chanh hoặc là 4 trái cam. Các bạn thấy nó lợi hại chưa? Chính vì thế mà mình đã lựa chọn sản phẩm này để bổ sung hàng ngày, bởi vì cơ thể của chúng ta mỗi một ngày cần tối thiểu là 1000mg vitamin C vào trong cơ thể, tương đương với 4 viên vitamin C của Nutrilite. Mà một viên đã bằng 10 quả chanh rồi, thế thì 4 viên C tương đương là 40 quả chanh. Chắc chắn trong chúng ta sẽ không ai có thể là ăn hoặc uống được hết đến 40 quả chanh một ngày cả. Bởi vì như vậy thì cái dạ dày của chúng ta chắc chắn là sẽ hỏng luôn. Thế thì tại sao Dũng lại chuyển sang sử dụng Bio C Plus của Nutrilite? Thì ngay sau đây Dũng sẽ làm một cái minh họa để chứng minh cho các bạn thấy rằng sản phẩm Bio C Plus của Nutrilite nó tốt như thế nào nhé. Các bạn biết không, 70% cơ thể chúng ta là nước. Ở đây Dũng có 2 cốc nước tượng trưng là cơ thể của chúng ta. Sau đó thì mỗi cốc nước Dũng sẽ cho một chút gạo vào. Gạo tượng trưng cho những cái đồ ăn thức uống chúng ta nạp vào cơ thể hàng ngày nha các bạn nha. Gạo đang còn rất trắng đây ạ. Rồi các bạn có nhìn thấy không, nhìn rõ không? Gạo này đưa vào trong cơ thể này, sau đó Dũng sẽ sử dụng một bên sẽ là 1/4 của viên C này thôi nhá, nhớ là 1/4 các bạn nhé, không phải là cả viên đâu ạ. Rồi đây là 1/4 viên C Dũng sẽ thả vào cốc bên này. Ok, thế còn ở cái cốc còn lại Dũng sẽ bổ sung vitamin C từ quả chanh nha. Dũng sẽ bắt chanh vào đây, có lẽ là Dũng sẽ bắt hết cả quả luôn. Ok, các bạn có biết không, viên vitamin C này ấy, từ mặt trong này cũng như mặt ngoài của nó đều đồng màu. Điều này chứng tỏ là gì? Viên C này không hề có chất bảo quản. Và ngay sau đây thì Dũng sẽ cho một chút cồn sát trùng. Cồn này nó oxy hóa rất mạnh các bạn ạ. Mình cho vào đây và mình sẽ tưởng tượng như là cơ thể của chúng ta đang hàng ngày phải tiếp xúc với các cái độc tố từ thức ăn hay là từ môi trường, không khí vân vân các bạn nhé. Đây mình sẽ cho vào đây. Các bạn đã thấy là hai cốc nước của mình đã chuyển màu sang một cái màu nâu nâu đỏ đỏ chưa ạ? Nhìn rất là kinh khủng. Bây giờ Dũng sẽ dùng một ít thìa nha. Dũng sẽ ngoáy đều hai cốc nước này lên để xem là cái tính năng thải độc, đào thải độc tố của vitamin C từ trái chanh cũng như là từ sản phẩm vitamin C của Nutrilite bên nào nó sẽ hiệu quả hơn trong việc đào thải các độc tố này ra bảo vệ cơ thể của chúng ta nha. Đây, bên tay trái của Dũng đây chính là cốc nước được vắt chanh vào. Dũng đang ngoáy cũng khá lâu đúng không ạ? Tuy nhiên thì cốc nước cũng chưa có gì là đổi màu lắm, khác biệt lắm so với lại lúc mình cho cồn sát khuẩn vào đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang hòa tan vitamin C từ sản phẩm Bio C Plus của Nutrilite các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không, cốc nước đang bắt đầu nhạt dần và có vẻ như là bây giờ thì đã trong rồi. Như vậy là việc đào thải độc tố từ vitamin C
từ sản phẩm BioC Plus của Nutrilite là vô cùng hiệu quả đúng không ạ? Dũng sẽ ngoái thêm bên này một chút nữa để xem thế nào. Có vẻ như là cũng không ăn thua các bạn ạ. Không ăn thua. À đây, những hạt gạo nhé các bạn nhìn này, nó vẫn còn màu đen. Còn bên này, các bạn thử nhìn xem, các hạt gạo dường như nó đã trở về màu trắng ban đầu đúng không ạ? Điều này minh chứng cho cái việc là gì? Sản phẩm vitamin C của Nutrilite là có thành phần chống oxy hóa rất là tốt đúng không ạ? Các bạn biết công dụng của vitamin C là gì không? Thứ nhất là bảo vệ chúng ta khỏi những cái tác nhân độc hại từ bên ngoài vào này, đào thải các độc tố ra ngoài này, giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng này. Đặc biệt chị em phụ nữ thì sẽ có được cái sự săn chắc và sự sáng và của làn da. Cho nên việc bổ sung vitamin C hàng ngày ấy là cực kỳ quan trọng. Và các bạn đi nhớ mình một điều là mỗi một ngày cơ thể chúng ta cần tối thiểu là 1000mg nha. 1000mg thì tương ứng với lại 4 viên BioC Plus và nó tương ứng với lại 40 trái chanh nha các bạn nhé, thì mới đủ để bổ sung vào cơ thể của chúng ta. Nhưng mà rõ ràng là gì, 40 trái chanh thì chúng ta không thể nào mà nạp vào cơ thể mỗi ngày được, rất khó rất khó. Nhưng 4 viên C thì hoàn toàn là có thể đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chỉ uống trong vòng một nốt nhạc thôi là xong rồi. Thế bây giờ là gì, Dũng sẽ cho các bạn trải nghiệm thêm một cái tính năng nữa, đó là gì? Khi mà chúng ta sử dụng chanh để bổ sung vào cơ thể đúng không ạ, thì độ axit nó sẽ thế nào, tác động của nó đến dạ dày ra sao? Ở đây Dũng có hai mảnh quỳ, Dũng sẽ lần lượt nhúng vào hai cốc nước để các bạn xem. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Ở bên cốc nước có chanh đây là giấy quỳ đã đổi sang màu hồng. Điều đó chứng tỏ rằng là gì? Hàm lượng axit cực lớn cực mạnh. Bạn nào mà bị dạ dày thì chắc là từ bỏ luôn nha. Còn sản phẩm bên này là của BioC Plus đúng không ạ? Hoàn toàn trung tính. Đó, các bạn nhìn rõ không? Điều này là gì? Kể cả bạn đang bị bệnh lý về dạ dày cũng hoàn toàn có thể sử dụng được BioC Plus của Nutrilite nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cho thêm cồn vào để xem là khi mình uống C hoặc khi mình uống chanh vào rồi, chúng ta tiếp tục bổ sung những cái thực phẩm bẩn chẳng hạn hoặc là môi trường ô nhiễm, thì để xem cái khả năng bảo vệ của C và chanh nó sẽ thế nào các bạn nhé. Xem là vitamin C và chanh tươi sẽ hỗ trợ thế nào trong quá trình bảo vệ về sau đúng không ạ? Sau khi chúng ta uống, dùng máy bên này trước. Wow, vitamin C của chúng ta chỉ với 1/4 viên thôi cũng đã làm cho cốc nước trở lên trong rồi này các bạn này. Còn bên chanh thì sao nhỉ? Mình tiếp tục ngoáy nhá. Ngoáy thật nhanh này, ngoáy thật đều này, ngoáy thật mạnh này. Không được rồi các bạn. Mình thấy có vẻ không được rồi. Không được rồi các bạn. Có vẻ như cốc nước nó vẫn không thể chết trong hơn được. Vâng. Và các hạt gạo ở đây cũng như các bạn có nhìn rõ không? Đúng không? Cố đây vâng, các hạt gạo còn trở nên thâm đen hơn. Điều đó minh chứng rằng là gì? Vitamin C từ quả chanh hoàn toàn không thể tiếp tục bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi những tác nhân có hại từ bên ngoài. Chỉ với một cái minh họa đơn giản như vậy thôi, các bạn có cảm nhận được là gì? Vitamin C của Nutrilite có tốt không ạ? Về giá thành thì sao nhỉ? Mỗi một viên C này thì tương ứng là 4.200 đồng một viên. Mỗi ngày chúng ta uống 4 viên thì nó hết khoảng từ 16 đến 17.000 tiền sản phẩm mỗi ngày. Mà lúc đấy Dũng vừa đi chợ mua 4 quả chanh đã hết 10.000 rồi. 40 quả chanh thì hết 100.000 cơ. Mà mỗi ngày mình chi 100.000 mà để mua 40 quả chanh về mình cũng không uống được đâu các bạn. Vừa đắt mà lại vừa có hại sức khỏe. Cho nên mình khuyên các bạn là hãy nên trải nghiệm thử sản phẩm BioC Plus đến từ nhãn hàng Nutrilite. Mình đã dùng rồi, mình thấy rất ok. Nếu các bạn tin tưởng mình thì các bạn cũng nên thử cái sản phẩm này một lần xem, chắc chắn sẽ làm các bạn hài lòng. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.